Thầy chào các em. Thầy rất vui được gặp lại các em trong buổi học ngày hôm nay. Hôm nay, thầy sửa bài tập số 22 trang 111 sách giáo khoa của bài số 4 Hai mặt phẳng vuông góc. Sau khi học xong bài này, thầy sẽ giúp các em nắm được thêm một điều kiện để xác định hình hộp chữ nhật và luyện tập cách chứng minh đường vuông góc với đường và mặt vuông góc với đường. Bây giờ, chúng ta vào học bài mới. Bây giờ chúng ta vào sửa bài tập. Nội dung bài 22 như sau: cho hình hộp ABCD A', B', C', D' có AB bằng A, BC bằng B, CC' bằng C. Nếu AC' bằng BD' bằng B'D và bằng căn bậc 2 của A bình cộng với B bình cộng với C bình thì hình hộp đó có phải là hình hộp chữ nhật hay không? Vì sao? Như vậy đây là một cái bài toán để xác định một hình hộp đường chéo AC' bằng đường chéo BD' bằng đường chéo B'D và bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương. Trước khi làm bài tập này, thầy sẽ vẽ hình. Thầy vẽ một hình hộp ABCD, A', B', C', D'. Thầy vẽ các cạnh bên. Vẽ đáy A', B', C', D'. Hình hộp có tính chất là bốn đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Thầy vẽ các đường chéo. Các em lưu ý giả thiết AC', đường chéo AC' bằng đường chéo BD' bằng đường chéo B'D. Và bằng căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương. Bây giờ thầy sẽ chứng minh đường chéo thứ tư bằng ba đường chéo này. Từ đó thầy sẽ hình bình hành mà có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Để chứng minh một hình hộp chữ nhật thì ta phải chứng tỏ được đó là một hình hộp đứng và có đáy là một hình chữ nhật. Bây giờ thầy sẽ xác định một hình bình hành mà có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật như sau. Kém để ý AC C'A' là một hình bình hành có hai đường chéo này đã bằng nhau chưa? Chưa. Bây giờ thầy sẽ chứng tỏ hai đường chéo này bằng nhau như sau. Như các em đã biết, trong một hình bình hành, tổng các bình phương của hai đường chéo thì bằng tổng các bình phương của các cạnh. Ở hình hộp cũng vậy, tổng các bình phương của các đường chéo cũng bằng tổng các bình phương của tất cả các cạnh của hình hộp. Bài này đã được sửa ở phần bài tập của chương 2. Sau đó thầy chỉ nhắc lại. Ta có AC' bình phương cộng A'C bình phương cộng BD' bình phương cộng B'D bình phương sẽ bằng tổng các bình phương của các cạnh của hình hộp, tức là bằng 4A bình cộng 4B bình cộng với 4C bình. A'C bình phương thì bằng A bình cộng B bình cộng C bình. BD' bình phương cũng bằng A bình cộng B bình cộng C bình. Mà B'D bình phương cũng bằng A bình cộng B bình cộng C bình. Vậy cuối cùng ta suy ra, từ đây chúng ta chuyển về sang về phải thì AC' bình phương sẽ bằng A bình cộng B bình cộng C bình. Vậy khai căn ta được. Kết hợp với giả thiết của bài toán, ta được bốn đường chéo của hình hộp bằng nhau.
Thế thì trong tứ giác AC, C phẩy A phẩy là hình bình hành mà có hai đường chéo AC phẩy bằng A phẩy C, cho nên AC, C phẩy A phẩy là một hình chữ nhật. Tương tự thầy sẽ thêm một hình nữa, đó là tứ giác BD, B phẩy D phẩy là hình bình hành mà có hai đường chéo BD phẩy bằng B phẩy D, do đó nó là một hình chữ nhật. Thầy quay để các em quan sát. Các em được hai mặt tô màu là hình chữ nhật. Như vậy thì ta có AA phẩy vuông góc với AC. Nhưng mà bởi vì AA phẩy thì song song với BB phẩy, mà BB phẩy thì vuông góc với BD, do đó AA phẩy cũng vuông góc với BD. Vậy thì AA phẩy vuông góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng ABCD, cho nên AA phẩy vuông góc với mặt phẳng ABCD. Vậy hình hộp này là một hình hộp đứng vì có cạnh bên vuông góc với đáy. Bây giờ ta tiếp tục chứng minh. Do AC, C phẩy A phẩy là hình bình hành mà có AC phẩy bằng A phẩy C, tức là hai đường chéo bằng nhau, ta sẽ suy ra tứ giác AC, C phẩy A phẩy là một hình chữ nhật. Từ đây ta suy ra AA phẩy vuông góc với AC. Bây giờ thầy sẽ tiếp. Do B, D, D phẩy B phẩy là hình bình hành và hai đường chéo BD phẩy bằng B phẩy D, do đó hình thầy tô màu trên này là một hình chữ nhật. Từ đó ta suy ra BB phẩy vuông góc với BD, thì gọi đây là hai nhỏ. Ở trên này thì gọi là một nhỏ. Bây giờ thầy sẽ chứng tỏ A phẩy sẽ vuông góc với mặt phẳng A, B, C, D. Vì A phẩy nó song song với BB phẩy. Ta biết rằng nếu cho hai đường thẳng song song, một đường thẳng nào đó mà vuông góc với đường thẳng này thì sẽ vuông góc với đường thẳng kia. Vậy thì từ 1 và 2 thì ta có AA phẩy sẽ vuông góc với mặt phẳng ABCD. Là bởi vì sao như vậy? Là bởi vì AA phẩy vuông góc với AC và AA phẩy vuông góc với BD, là do AA phẩy và BB phẩy song song với nhau. Vậy từ đây mình suy ra hình hộp ABCD A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy là hình hộp đứng bởi vì có một cạnh bên vuông góc với đáy. Bây giờ ta sẽ chứng minh hình hộp này là một hình hộp chữ nhật nếu đáy của nó là một hình chữ nhật. Chứng minh tương tự như trên thì ta cũng chứng minh được cái đường thẳng BA này vuông góc với mặt phẳng AD, D phẩy A phẩy. Vậy thì từ đây ta suy ra BA vuông góc với AD, mà ABCD là hình bình hành mà có một góc vuông tại A, cho nên nó là một hình chữ nhật. Mà hình hộp đứng có đáy là một hình chữ nhật, đó là một hình hộp chữ nhật. Bây giờ ta chứng minh tiếp. Tương tự ta có AB vuông góc với mặt phẳng AD, D phẩy A phẩy. Từ đây ta suy ra AB vuông góc với AD. Hình hộp thì có các mặt đều là hình bình hành,
Về hình bình hành ABCD có góc A bằng 90 độ, do đó nó là một hình chữ nhật. Nên ABCD là hình chữ nhật. Hình hộp đứng mà có đáy là hình chữ nhật thì đó là hình hộp chữ nhật. Do đó ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy là hình hộp chữ nhật. Như vậy, ngoài định nghĩa hình hộp chữ nhật thì hôm nay chúng ta có thêm một cái kiến thức để xác định một hình hộp chữ nhật, đó là cho một hình hộp có ba kích thước ABC thì khi đó nếu ba đường chéo đều bằng nhau và bằng căn bậc hai của A bình cộng với B bình cộng với C bình thì hình hộp đó là một hình hộp chữ nhật. Như vậy chúng ta trả lời hình hộp đó là một hình hộp chữ nhật. Các em để ý, điều kiện để ba đường chéo bằng nhau là bằng căn bậc hai của A bình cộng với B bình cộng với C bình, chính là công thức tính độ dài đường chéo của hình hộp chữ nhật mà thầy đã nói với các em. Như vậy bài học hôm nay cung cấp cho các em một cách nhận biết tiếp một hình hộp chữ nhật ngoài định nghĩa hình hộp chữ nhật mà chúng ta đã học ở những tiết trước. Cuối cùng thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài học này. Thầy chúc các em luôn luôn học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt các em.